Xin chào quý anh chị và các bạn. Trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8G. Và thời điểm hiện tại thì Toyota đang giảm thuế trước bạ cho dòng xe Toyota Cross. Cụ thể giá bán như sau. Với cả 3 phiên bản thì đầu tiên với phiên bản tiêu chuẩn là 1.8G có giá niêm yết là 755 triệu. Và thời điểm hiện tại bên em đang giảm cho anh chị 5% thuế trước bạ. Tổng ưu đãi tiền mặt là đến 38 triệu tiền mặt cộng với gói phụ kiện trị giá 15 triệu nữa. Thì với cái ưu đãi bên trên thì anh chị chỉ cần chưa đến 800, cụ thể là 797 triệu 500 là anh chị có thể lăn bánh chiếc xe ra ngoài đường rồi. Còn để trả góp thì anh chị chỉ cần chuẩn bị trước giúp em số tiền khoảng 233 triệu là lăn bánh được rồi. Còn tiếp theo là phiên bản 1.8V sẽ có giá niêm yết là 846 triệu. Vào thời điểm hiện tại thì cộng cả giảm thuế trước bạ cũng giảm tiền mặt là 49 triệu. Ngoài ra thì bên em tặng cho anh chị thêm gói phụ kiện trị giá 15 triệu nữa. Thì với cái ưu đãi bên trên thì anh chị chỉ cần giá lăn bánh nó sẽ là khoảng 887 triệu là anh chị lăn bánh được rồi. Còn trả góp thì chỉ cần 260 triệu là có thể lăn bánh đầy đủ phụ kiện và bảo hiểm. Còn phiên bản cao cấp nhất, phiên bản xăng lai điện thì có giá niêm yết là 936 và thời điểm hiện tại em đang giảm cho anh chị là 32 triệu tiền mặt, tặng cho anh chị gói phụ kiện là 15 triệu thì lăn bánh nó chỉ còn 1 tỷ tròn thôi. Còn trả góp thì anh chị còn chuẩn bị cho em khoảng 290 lăn bánh được rồi. Vừa rồi thì em đã thông báo cho anh chị cái giá bán của cả 3 phiên bản ưu đãi nhất ở thời điểm hiện tại. Anh chị quan tâm đến phiên bản nào thì có thể liên hệ giúp em tư vấn rõ ràng hơn. Thì trước mắt chúng ta đây là phiên bản 1.8G, nó sẽ khác biệt so với phiên bản 1.8V khá nhiều, bởi vì là nó chênh lệch nhau khoảng tầm 100 triệu. Thì nó sẽ khác nhau những gì? Thứ nhất là về mặt ca lăng này, nó sẽ không có được những cái ốp mặt chrome. Rồi về đèn, phiên bản này là dùng đèn halogen dạng bi, còn phiên bản cao cấp nó sẽ dùng phiên bản đèn là đèn full led. Còn la răng ở phiên bản này là la răng đúc. Còn cả phiên bản cao cấp hơn sẽ là dùng la răng dạng phay xước 18 inch. Còn phần đuôi xe thì nó cũng khá là giống nhau thôi. Tuy nhiên là ở bản cao cấp sẽ được trang bị thêm cái dán nóc ở phía bên trên này, cũng như là trang bị thêm cửa sổ trời. Và ngoài ra một cái quan trọng nữa là anh chị sẽ khi lấy bản cao cấp sẽ có những cái tính năng hỗ trợ người lái như là camera 60 này, cửa sổ trời, cũng như là các cái tính năng trong gói trang bị an toàn Toyota Safety Sense, giữa làn đường, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, rồi hỗ trợ phanh khẩn cấp cho anh chị. Nó bằng radar và cụm camera và radar. Ngoài ra thì ở các phiên bản đều được trang bị là các cái tùy chọn về màu sắc nội ngoại thất như sau. Thì phần nội thất sẽ có màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu nâu, màu xanh, màu bạc, màu xám xanh. Và nội thất thì sẽ có lựa chọn là nội thất màu đen như ở trong video em đang quay đến anh chị đây, và một lựa chọn nữa là nội thất màu nâu đỏ. Tùy theo cái nhu cầu của anh chị, theo cái thẩm mỹ thì có thể chọn về bên ngoại thất là theo mệnh này, còn trong nội thất là theo cái thẩm mỹ của anh chị. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho anh chị về thông tin giá bán cũng như các cái màu sắc phiên bản của xe Toyota Cross ở thời điểm tháng 3 năm 2023 này. Thì anh chị nào cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác như là trả góp hay là về màu xe, giá xe, với nhu cầu của anh chị thì nên lấy phiên bản nào, rồi nên lấy theo phương án tài chính nào, thì em sẽ xin phép tư vấn cụ thể hơn với các cái nhu cầu cá nhân của anh chị. Xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.